Những ông trùm tài chính Việt Nam. Phần 15. Nguyễn Cảnh Sơn, ông chủ tập đoàn Eurowindow, là tên tuổi nổi bật của thế hệ vàng trở về từ Đông Âu đầu những năm 2000. Doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn đã rất biết nắm bắt các cơ hội kinh doanh tại quê nhà và nhanh chóng khẳng định vị thế hàng đầu trong giới đại gia Việt Nam đương thời. Sau gần 20 năm, tập đoàn Eurowindow của Nguyễn Cảnh Sơn không chỉ có sản phẩm cửa nhựa Eurowindow mà mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng, tài chính. Theo thống kê, chỉ với số cổ phần đang sở hữu ở Techcombank, khối tài sản của gia đình ông Nguyễn Cảnh Sơn đã trị giá hơn 4.000 tỷ đồng. Tập đoàn kinh doanh của gia đình ông Nguyễn Cảnh Sơn sắp tới có thể trở thành một đế chế siêu khủng khi hồi cuối năm ngoái ông Nguyễn Cảnh Sơn đã kết xui ra cùng ông Ngô Chí Dũng, ông chủ ngân hàng VP Bank. Cũng như nhiều đại gia Đông Âu khác, ông chủ của Eurowindow Nguyễn Cảnh Sơn là một người khá bí ẩn, hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Em trai ông Sơn là ông Nguyễn Cảnh Hồng, tổng giám đốc Eurowindow, thường xuất hiện với vai trò là người đại diện cho công ty. Sơn Cá Rán là biệt danh của ông Nguyễn Cảnh Sơn, sinh năm 1967. Ông cũng khởi nghiệp với nghề làm hải quan giống Chi Liêu, tức Nguyễn Đức Chi. Để hiểu về Sơn phải hiểu từ làm hải quan ở Nga. Phải hiểu rằng ở nền kinh tế khập khiễng như Liên Xô sau khi tan rã, các ngành sản xuất hàng tiêu dùng hầu hết đình trệ hoặc phá sản vì không chịu nổi sức ép cạnh tranh. Thì để đáp ứng nhu cầu của dân, chủ yếu tầng lớp lao động và trung lưu, phải có các chợ hay các ốp. Ở các chỗ tập trung này người ta buôn bán xỉ và lẻ mọi mặt hàng tiêu dùng, hợp với túi tiền của dân lao động. Chợ Chekhizov, chợ Vòm, khởi điểm chỉ là mấy container được dùng làm kiosk bán hàng từ thời 91. Sau vài năm được mấy tay chủ công ty ATC người Do Thái miền núi biến thành tụ điểm buôn bán có lẽ lớn nhất thế giới. Anh Lê Ngọc Hường, sinh năm 1960, Thanh Hóa, từ một lái xe, do nhanh nhẹn, được việc đã được mấy chú đầu đen trẻ tuổi tài cao này thuê để kéo bà con Việt vào chợ bán hàng. Rồi sau này thành quản lý chợ luôn và dần dần trở thành một trong những doanh nhân đông tiền, nhất là tiền mặt, nổi tiếng nhất ở Nga. Và việc đưa hàng hóa từ bất kỳ điểm nào, dù là Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Trung Quốc, Việt Nam đến được chợ Vòm, vượt qua hàng nghìn km với đủ các loại hải quan, công an, mafia, được gọi là làm hải quan. Tôi đã gặp vài người khoe mình là người sáng tạo ra nghề hải quan ở Nga, thật khó xác định patent thuộc về ai, nhưng nêu ra những người có tên tuổi ở ngành này tại Nga thì rất dễ. Nghề này có mấy tiêu chí: nhanh, thời gian quyết định rất nhiều, hàng đến chậm, mẫu mã lạc hậu có khi chỉ một buổi thôi là thua, an toàn, tất nhiên, hàng mất, bị tịch thu, hỏng hóc, thì phải đền, và giá cả, giá lên xuống rất mạnh, phụ thuộc thời điểm. Tức là Nga có nới lỏng hay siết chặt cũng phụ thuộc cả vào giá vận tải và sự cạnh tranh của các đồng nghiệp. Và địa chỉ duy nhất của nghề hải quan đó là mang hàng về chợ Vòm, bất kể đi bằng gì, đường nào, có giấy tờ gì hay không. Rồi hàng hóa sẽ tỏa đi khắp nơi, khắp các tỉnh, các vùng. Ông Sơn nổi trước cả Nguyễn Đức Chi nhưng làm hải quan sau. Ngay từ đầu kinh doanh, Nguyễn Cảnh Sơn đã xác định xây dựng mô hình tổ chức công việc rất bài bản, nhịp nhàng, chú trọng đến xây dựng đội ngũ. Công ty TM Chance ra đời khá sớm và có chi nhánh ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, nhiều thành phố lớn bên Trung Quốc và các cảng đầu mối của Nga. Mặc dù cùng nghề và cùng thời với Nguyễn Đức Chi nhưng ông Sơn đi con đường khác hẳn. Ngoài việc đầu tư vào ngân hàng, ông Sơn bắt tay vào xây dựng Mê Linh Plaza, một trung tâm buôn bán đồ nội thất và vật liệu xây dựng. Tọa lạc trên trục đường Thăng Long Nội Bài, quy mô rất đồ sộ so với thời điểm đó. Ngày 29 tháng 8 năm 2002, công ty Eurowindow, một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do ông Nguyễn Cảnh Sơn làm chủ tịch hội đồng quản trị chính thức được thành lập, đánh dấu sự quay về Việt Nam của ông Nguyễn Cảnh Sơn. Tháng 5 năm 2007, công ty chuyển đổi theo hình thức công ty cổ phần và chính thức trở thành công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu Âu. Tại Việt Nam, anh em doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn và Nguyễn Cảnh Hồng được biết đến nhiều hơn với vai trò là người sáng lập, xây dựng tập đoàn Eurowindow Holding. Thực tế, trước khi về Việt Nam đầu tư, ông Nguyễn Cảnh Sơn đã được mệnh danh là doanh nhân tỷ phú gốc Việt nổi tiếng tại Liên bang Nga. Việc trở về Việt Nam và trước khi xây dựng tập đoàn Eurowindow, doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn và Nguyễn Cảnh Hồng đã tham gia điều hành, góp vốn tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam. Cụ thể từ năm 1994 đến nay, ông Sơn làm chủ tịch tập đoàn TM Trans, có trụ sở tại Moscow, Liên bang Nga. Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2002,
ông làm thành viên ban kiểm soát, rồi ủy viên hội đồng quản trị và đến phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, VIB. Từ năm 2008 đến nay, ngoài vai trò chủ tịch Eurowindow, ông Nguyễn Cảnh Sơn còn là thành viên hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Techcombank. Trong khi đó, người em là ông Nguyễn Cảnh Hồng, ngoài làm tổng giám đốc Eurowindow, còn có cổ phần lớn tại Eurowindow Holding, Ngân hàng Techcombank và công ty chứng khoán Eurocapital. Tập đoàn Eurowindow mới đây vừa kỷ niệm 20 năm thành lập. Sau 20 năm thành lập, thương hiệu Eurowindow lọt top 10 thương hiệu tiêu biểu. Doanh nghiệp cũng lọt top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, cho thấy tâm huyết của anh em doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn và Nguyễn Cảnh Hồng đối với doanh nghiệp đã xây dựng tại Việt Nam. Sau hơn 20 năm xây dựng, Eurowindow Holding hiện nay không đơn thuần là một công ty sản xuất cửa nhựa hàng đầu tại Việt Nam, mà đã trở thành một tập đoàn đa ngành. Sở hữu, chi phối hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cửa sổ nhựa, trung tâm thương mại, đến xây dựng và bất động sản. Cụ thể Eurowindow Holding hiện nay đang nắm trên 50% vốn tại các công ty như Eurowindow, Meling Plaza, Eurowindow Nha Trang, Incentra, Vicentra, Decotech, HICC1, Eurofinance, TM Văn Phong, TM Hà Tây. Ngoài ra, Eurowindow Holding còn có nhiều cổ phần tại các định chế tài chính lớn như Eurocapital, Techcombank, Đại Á Bank, Ngân hàng Quân đội, Mobile Banking, Bảo hiểm Quân đội, MIC. Tham gia đầu tư đa ngành và là cổ đông trong nhiều định chế tài chính. Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất cửa sổ nhựa gắn liền với thương hiệu cửa sổ Eurowindow vẫn là lĩnh vực hai doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn và Nguyễn Cảnh Hồng ghi được dấu ấn lớn nhất, được cộng đồng biết đến nhiều nhất. Thế nhưng, hoạt động đầu tư của hai doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn và Nguyễn Cảnh Hồng trong những năm qua đã có sự thay đổi đáng kể theo xu hướng chuyển dịch sang lĩnh vực bất động sản. Theo đó, hàng loạt dự án bất động sản đã được các công ty thành viên của tập đoàn Eurowindow Holding triển khai trong thời gian qua. Những dự án lớn đã được công ty thành viên của tập đoàn Eurowindow Holding triển khai trong thời gian gần đây có thể kể đến như Trung tâm Thương mại Meling Plaza, dự án Eurowindow Multi Complex tại số 27 Trần Duy Hưng, dự án khu đô thị Mới Nghĩa Đô Bắc Từ Liêm, dự án Eurowindow River Park tại huyện Đông Anh, dự án tòa nhà Eurowindow số 2 Tôn Thất Tùng, Hà Nội, khu nhà vườn sinh thái Đồng Quang và dự án làng châu Âu tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, tổ hợp Vicentra Vinh, Nghệ An, dự án Movenpick Cam Danh Resort, tỉnh Khánh Hòa. Khác với nhiều doanh nhân trở về từ khu vực Đông Âu khác, sau khi về Việt Nam thì tập trung đầu tư chủ yếu ở Việt Nam, hai doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn và Nguyễn Cảnh Hồng thì ngược lại. Song song với đầu tư đa ngành ở Việt Nam, hai doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn và Nguyễn Cảnh Hồng vẫn tiếp tục đầu tư ngược trở lại châu Âu, trong đó chủ yếu là tại Liên bang Nga. Cụ thể vào năm 2007, Incentra do Eurowindow Holding làm cổ đông chính đã được thành lập và đầu tư xây dựng tổ hợp đa chức năng Hà Nội Moscow tại Moscow Liên bang Nga. Như vậy, sau khoảng 20 năm trở về Việt Nam lập nghiệp, hai doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn và Nguyễn Cảnh Hồng đã ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực, từ lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, xây dựng đến bất động sản. Mặc dù đứng đầu một tập đoàn lớn và là cổ đông của nhiều định chế tài chính, nhưng hai doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn và Nguyễn Cảnh Hồng lại là người rất kín tiếng. Đặc biệt, ông anh Nguyễn Cảnh Sơn hầu như không có những phát ngôn trước giới truyền thông. Trong khi ông Nguyễn Cảnh Hồng, dù với cương vị tổng giám đốc Eurowindow Holding, nhưng những lần xuất hiện trên phương tiện truyền thông cũng không nhiều. Với năng lực tài chính như vậy, cùng với việc sở hữu quỹ đất lớn lên đến hàng ngàn hecta trên cả nước, Eurowindow thể hiện tham vọng tham gia vào nhóm bất động sản tỷ đô la Mỹ là hoàn toàn có cơ sở.